Thầy xin chào tất cả các em học sinh đã quay trở lại với tuần số 14. Và ở tuần số 14 này chúng ta sẽ ôn tập về đơn vị đo thể tích là lít, thứ hai là việc tập trung và thứ ba là hình tứ giác. Ở phần trắc nghiệm đầu tiên thì chúng ta sẽ vào của số 1 là cân nặng của quả dưa hấu lạc. Thì để biết cân nặng của quả dưa hấu chúng ta sẽ nhìn vào trong tranh vẽ. Ở trong tranh vẽ chúng ta thấy một quả dưa hấu và hai quả tạ. Mỗi quả là một quả là 3 kg gram và một quả là 2 kg. Vậy thì tổng của hai quả tạ này sẽ là 5 kg. Và chúng ta thấy rằng là quả dưa hấu nằm cân bằng với lại hai quả tạ này. Như vậy quả dưa hấu sẽ có cân nặng là 5 kg. Chúng ta sẽ chọn đáp án B. Ở câu số 2 thì một bình sữa đầy rót ra 4 cốc thì vừa hết. Dung tích của bình sữa đó là để biết được dung tích của bình sữa đó là chúng ta sẽ phải nhìn vào trong chanh để xem coi mỗi cốc có dung tích là bao nhiêu lít. Thì chúng ta có 4 cốc và mỗi cốc là dung tích là 2 lít. Vậy chúng ta sẽ lấy 2 lít cộng lại với 2 lít, 2 cộng 2 cộng 2 và cộng 2. Như vậy sẽ bằng 8 và đơn vị ở đây là lít. Như vậy chúng ta sẽ chọn đáp án là câu 2 D, 8 lít. Vậy thì dung tích của bình sữa chính là 8 lít. Ở câu số 3 thì hoa cân nặng 25 kg, Huy cân nặng hơn hoa 6 kg. Cân nặng của Huy là, chúng ta thấy là đề bài cho là Huy cân nặng và nặng hơn hoa 6 kg. Vậy chúng ta sẽ lấy kg của cân nặng của hoa cộng thêm 6 kg, chúng ta sẽ được cân nặng của Huy là 25 kg cộng với lại 6 kg. Như vậy sẽ bằng 5 cộng 6 bằng 11, viết 1 và nhớ 1, 2 cộng 1 nữa là 3, 31, đơn vị là kg. Đáp án chúng ta sẽ chọn là câu 3A. Ở câu số 4, buổi sáng cửa hàng bán được 82 lít xăng. Buổi chiều, cửa hàng bán ít hơn buổi sáng 14 lít xăng. Buổi chiều, cửa hàng bán được số lít xăng là. Vậy chúng ta thấy là buổi chiều, cửa hàng đã bán ít hơn buổi sáng 14 lít xăng. Như vậy, chúng ta có một phép tính ở đây là phép tính trừ. Chúng ta sẽ lấy số lít xăng buổi sáng bán được là 82 trừ cho số lít xăng buổi chiều bán được là bán ít hơn buổi sáng 14 lít. Như vậy sẽ bằng 2 trừ 4 không trừ được. Chúng ta sẽ lấy 12 trừ 4 bằng 8. Và chúng ta biết 8 nhớ 1. 1 cộng 1 sẽ là 2. 8 trừ 2 sẽ bằng 6. Như vậy ở đây bằng 68 và đơn vị là lít xăng. Đáp án chúng ta sẽ chọn là câu 4C, 68 lít xăng. Câu số 5, hình bên có bao nhiêu hình tứ giác? Thì để biết được bao nhiêu hình tứ giác thì chúng ta sẽ phải nhìn hình và đếm. Và thầy nhắc lại cho em rằng hình tứ giác là hình có 4 cạnh. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đếm. Đầu tiên chúng ta nhìn vào chúng ta sẽ thấy một hình nhỏ màu xanh. Đó chính là hình số 1. Chúng ta sẽ đánh số 1 để dễ nhớ. Tiếp theo là chúng ta sẽ ghép một mảnh hình tam giác màu hồng với lại hình số 1 vừa rồi. Chúng ta sẽ được hình tứ giác số 2. Và cuối cùng chúng ta thấy một hình tứ giác lớn bao bọc bên ngoài. Đó chính là hình tứ giác số 3, là hình lớn. Như vậy chúng ta sẽ chọn câu 5 là câu 5B, 3 hình tứ giác. Đến với phần tự luận thì bài đầu tiên là bài tính. Thì 41 kg cộng với lại 19 kg chúng ta sẽ tính. 1 cộng 9 sẽ bằng 10, viết 0 và nhớ 1. 1 cộng 1 là 2, thì 4 cộng với 2 sẽ là 6 và đơn vị kg.
84 mà trừ cho 76 kg. 4 không trừ được cho 6, chúng ta sẽ lấy 14 trừ 6 thì bằng 8, biết 8 mà nhớ 1. 7 thêm 1 là 8, và 8 trừ 8 bằng 0 là hết. Như vậy đơn vị là 8 kg. 100 trừ cho 95 kg. Vậy thì 10 không không trừ được cho 5 thì 10 trừ 5 sẽ bằng 5. 9 cộng 1 bằng 10, và không không trừ cho 10, chúng ta sẽ lấy 10 trừ 10 bằng 0. Và cuối cùng là không cộng với 1 là 1, và 1 trừ 1 là hết. Như vậy 100 trừ 95 sẽ bằng 59 kg. 64 lít cộng với lại 28 lít thì 4 cộng 8 bằng 12, biết 2 và nhớ 1. 6 cộng với 3 sẽ bằng 92 lít. 76 lít mà trừ 27 lít. Vậy thì 6 không được trừ được cho 7, chúng ta sẽ lấy 16 trừ 7 bằng 9. Ví 9 mà nhớ 1, 2 thêm 1 là 3, 7 trừ 3 sẽ bằng 4. Đáp án sẽ là 49 lít. 85 lít mà cộng cho 15 lít. Vậy thì 5 cộng 5 sẽ bằng 10, biết 0 và nhớ 1. 8 cộng 1 là 9, 9 thêm 1 là 10. Chúng ta sẽ ra được 100 lít. Ở bài số 2 thì chúng ta sẽ nhìn vào hình ảnh và chúng ta xem cân nặng của mỗi đồ vật là bao nhiêu. Thì bài đầu tiên là bao gạo nặng, cân nặng của bao gạo là 10 kg, bởi vì chúng ta thấy trên hình ảnh ở đây là số 10. Tiếp theo con gà cân nặng 2 kg, chúng ta sẽ điền vào 2. An cân nặng 25 kg. Câu số 4 là trong xô màu xanh còn lại bao nhiêu ít nước? Để chúng ta thấy là xô màu xanh có 15 lít nước. Sau khi chúng ta đổ đầy hai xô màu đỏ với lại xô màu vàng thì trong xô màu xanh còn lại bao nhiêu lít nước? Ở đây hai xô màu đỏ và màu vàng cộng lại chúng ta sẽ được 8 lít. Như vậy thì chúng ta lấy 15 mà trừ cho 8 sẽ bằng 7. Vậy trong xô màu xanh còn lại 7 lít nước. Mỗi quả dưa hấu cân nặng bao nhiêu ký? Thì hai quả tạ, một quả là 5 kg với một quả là 3 kg. Tổng của hai quả tạ này sẽ bằng 8 kg. Vậy thì 8 kg thì bằng hai quả dưa hấu, vậy tức là mỗi quả sẽ bằng 4 kg, bởi vì 4 kg mà cộng với lại 4 kg sẽ bằng 8 kg. Vậy thì mỗi quả dưa hấu sẽ cân nặng là 4 kg. Đến bài số 3, quả dưa hấu nặng bằng bao nhiêu quả cam? Ở đây chúng ta thấy một quả đu đủ thì nặng bằng 3 quả cam. Như vậy ở đây chúng ta có hai quả đu đủ, thì tức là 3 quả cam mà với lại 3 quả cam sẽ bằng 6 quả, và quả dưa hấu sẽ bằng 6 quả cam. Đến bài số 4 thì buổi sáng cửa hàng bán được 28 kg cam, buổi chiều bán được nhiều hơn buổi sáng 9 kg. Hỏi buổi chiều cửa hàng bán được bao nhiêu kg cam? Vậy thì để biết được số kg cam buổi chiều cửa hàng bán được thì chúng ta sẽ phải lấy 28 kg cam mà buổi sáng bán được cộng với lại 9 kg, bởi vì buổi chiều bán được nhiều hơn buổi sáng 9 kg. Và chúng ta sẽ trình bày lời giải như sau. Buổi chiều cửa hàng bán được số kg cam là phép tính ở đây sẽ là 28 cộng với lại 9 thì bằng 9 cộng 8 bằng 17, viết 7 nhớ 1, 2 cộng với 1 nữa là 3,
37 đơn vị là kilogram. Đáp số 37 kg kem. Đến bài số 5, can to đựng 15 lít nước, can nhỏ đựng ít hơn can to 8 lít nước. Hỏi can nhỏ đựng bao nhiêu lít nước? Vậy thì chúng ta sẽ dựa vào đề bài là can nhỏ đựng ít hơn can to 8 lít nước. Chúng ta sẽ xác định được phép tính là phép tính trừ. Vậy thì chúng ta sẽ có câu lời giải như sau. Can nhỏ đựng số lít nước là, phép tính sẽ là 15 trừ 8, 15 trừ 8 thì bằng 7 đơn vị lít. Đáp số 7 lít nước. Đến bài số 6 thì chúng ta sẽ đếm xem coi hình bơm có bao nhiêu hình tứ giác. Thì lúc nãy chúng ta đã tập đếm rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đếm. Thì đầu tiên nhìn vào chúng ta sẽ thấy ba hình tứ giác là ba mảnh màu vàng, màu hồng và màu xanh. Chúng ta sẽ đánh số để chúng ta nhớ. 1, 2, chúng ta sẽ đổi màu. Và ở đây là 3. Chúng ta có ba hình tứ giác nhỏ. Sau đây chúng ta sẽ ghép hình tứ giác số 1 và hình tứ giác số 2. Chúng ta sẽ được hình tứ giác số 4. Và hình tứ giác số 2 với hình tứ giác số 3 ghép lại sẽ được hình tứ giác số 5. Và cuối cùng chúng ta thấy một hình tứ giác lớn ở phía bên ngoài là hình tứ giác số 6. Như vậy chúng ta sẽ điền vào đây hình bơm có 6 hình tứ giác. Bài số 7 thì một người khách muốn mua 2 lít nước mắm nhưng lại mang theo can 5 lít. My đã dùng một chiếc can 3 lít của mình để bán đủ nước mắm cho người khách đó. Theo em, My đã làm như thế nào? Vậy thì để biết My làm như thế nào thì các em hãy làm một phép tính là người khách mua 2 lít nước mắm và My đã dùng chiếc can 3 lít của nhà mình. Như vậy thì 2 lít nước này cộng với lại 3 sẽ bằng 5 lít. Vậy thì có phải 5 lít này sẽ bằng với lại can 5 lít nước mắm mà người khách mang theo? Như vậy thì ban đầu My sẽ đổ đầy can 5 lít của người khách và sau đó My sẽ đổ nước mắm từ can 5 lít sang can 3 lít của nhà mình. Thì lúc này trong can đó sẽ còn lại là 2 lít, bởi vì 5 mà trừ cho 3 sẽ bằng 2 lít. Như vậy đó là hai phép tính đơn giản thì các bạn đã xác định được là My đã làm như thế nào. Thì bây giờ chúng ta sẽ trình bày như sau. Thì My đã đổ đầy can 5 lít của người khách. Sau đó My đổ nước mắm từ can 5 lít sang can 3 lít. Thì lúc này trong can của người khách đó còn lại đúng 2 lít nước mắm. Trong can của người khách còn lại 2 lít nước mắm. Vậy đây là một bài toán thực tế và chúng ta cũng đã xác định được cách mà My làm. Đến đây thì buổi học của chúng ta sẽ kết thúc. Thầy xin chào tất cả các em và hẹn gặp lại các em ở tuần sau.